Chiêng Mường, loại hình nghệ thuật đặc sắc chứa đựng những yếu tố linh thiêng đầy sức hấp dẫn trong văn hóa dân gian và trong đời sống của đồng bào Mường. Văn hóa cổng chiêng đã được sáng tạo, lưu truyền trong đời sống cộng đồng người Mường hàng nghìn năm, góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của xứ Mường, trở thành một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính vì lẽ đó, âm vang trầm hùng của những giai điệu chiêng đã đi vào thơ ca theo một cách rất tự nhiên, đặc biệt là những nhà thơ đã gắn bó mang trong mình không gian văn hóa độc đáo ấy. Trách chi mấy hạt mưa xuân, xòe ô ta lại xích gần nhau hơn. Ngập tràn lục biếc sườn non, mãi chiêng quên cả áng còn đợi bên. Cùng đu cho mở quạt tiến, đường còn cần rượu ngả nghiêng vòng trầm. Lỡ trao thử giọng chiêng khầm, và đôi mắt ấy đêm nằm khó quên. Tiếc là chưa kịp hỏi tên, cho dù cạn thượng thạch yên xá gì, xuân sau mở hội lại về, có còn xanh áo tóc thề ngang vai. Người Mường quan niệm cổng chiêng là biểu tượng của dân tộc, bao hàm những giá trị tinh thần và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thanh âm vang lên như một câu chuyện ẩn chứa trong đó. Nhà thơ Đinh Đăng Lượng, một người con của xứ Mường, Hòa Bình, đã kể lại những câu chuyện sâu sắc xung quanh âm chiêng linh thiêng ấy thông qua những áng thơ rất đỗi dung dị. Gần 40 năm mải miết trên cánh đồng thơ ca với tâm niệm làm trai không sai bản xứ, hồn thơ xuyên suốt trong các tác phẩm của Đinh Đăng Lượng chính là sự kết nối, trao truyền sâu sắc về bản sắc văn hóa dân gian của người Mường Hòa Bình. Tôi coi như là cả cuộc đời gắn bó với cái vùng đất này. Tôi luôn luôn tiếp xúc với cái nền văn hóa Mường, với những cái đêm mò, rồi những cái lễ hội của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào Mường. Thế cho nên là tôi thấy rằng mình phải viết lên cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình, và qua đó mình giải bày được cái tâm sự của mình với bà con các dân tộc trong địa phương. Đối với những ai đã từng đọc, từng được biết đến những tác phẩm thơ của Đinh Đăng Lượng, ắt hẳn đều cảm nhận được lối nói hình tượng phong phú của một nhà thơ dân tộc Mường đầy tính nhân văn, ngôn từ giản dị, giàu chất hình tượng. Đó là sự dung hòa, đồng cảm với làng quê, nơi có những con người cần cù, sáng tạo, từng ngày làm đẹp quê hương. Văn hóa Hòa Bình nó đã nổi tiếng từ lâu rồi. Đấy. Nhưng mà riêng văn hóa Mường thì nó là cái đặc trưng, nó là tiêu biểu cho cái văn hóa Hòa Bình, cái nền văn hóa Hòa Bình. Mà trong đó thì những cái văn hóa dân gian, những cái câu chuyện dân gian của người Mường, và trong cái trường ca đẻ đất đẻ nước thì nó chứa đựng rất nhiều những cái giá trị về nhân văn. Thế đặc biệt là về mo Mường cũng như là chiêng Mường, đấy là hai cái tiêu biểu của văn hóa Mường. Dàn chiêng chưa bao giờ tắt, tiếng trong tiếng đục xa xăm, một suối không thể thành sông, một nhà cũng không thành bàn. Chiêng ơi chiêng là một nửa, buồn vui úp mặt vào người, không rõ ngày sinh tháng nở, đời chiêng là của mấy đời. Những câu thơ quý vị vừa nghe được trích từ tuyển tập Hồn Chiêng, tác phẩm tiêu biểu đạt giải A về Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001-2006. Tập thơ đã gói gọn tình yêu thiêng liêng của tác giả về một miền văn hóa đặc sắc, nơi ông sinh ra và lớn lên. Bằng tình yêu và sự chiêm nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, người cầm bút như ngược dòng thời gian trở về sử thi đẻ đất, đẻ nước, để cùng hòa mình vào những câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thấm đẫm hồn tộc Mường. Chiêng là nó gắn bó với suốt cuộc đời con người, đấy, cả khi sống và cả khi chết, đến lúc chết. Cho nên là tôi thấy rằng cũng như con người thôi,
Và trong đồng bào dân tộc thường quan niệm tức là có con người có phần hồn, phần xác. Đấy. Thế thì có thể nói chiêng nó là phần, nó là cái văn hóa vật thể đấy. Thế nhưng mà nó bao hàm cả cái phần hồn ở trong. Nó gắn bó, nó trong tâm linh của con người, cho nên tôi mới đặt cái tên là hồn chiêng. Đây là những cái tập hợp mà sáng tác của những năm 2000 đến 2005. Đấy, trong 5 năm đó, tôi ghi lại những cái bài mà tôi tranh thủ tôi viết thôi, những cái bài mà tôi tâm đắc và tôi tập hợp lại. Hồn chiêng vẽ lại một bức tranh, mà ở đó có những con suối trong xanh hiền hòa bên những dãy đồi núi nhấp nhô. Những nguồn nước cần mẫn ngày đêm mang nước về các cánh đồng. Đêm trăng sáng, từng tốp trai gái hát đối tìm sự yêu thương qua câu hát và những câu dân ca ngọt ngào. Từng vần thơ trong như nước mùa thu, nhẹ nhẹ như làn gió xuân, mang hương hoa rừng tỏa mát về vùng đất Mường thân thương. Từ lòng chảo mây bay, những con đường xòe bàn tay, rượu cần tung tẩy vò chị, vò em, lúc liều mùa đu đủ chín, óng vàng nong kén bày ra, vò lớn hăm hở lên xe, vò nhỏ về lại bàn gần. Mùa rượu cần trùm lên Tết nhất, mùa con ong bay xa tìm hương hoa làm mật, con thú rừng đi ăn lộc cánh rừng xa, con gái Mường đi khoe sắc khắp mùa hoa trên những bừa gần bãi xa, lúc liếng nuột nà lâng lâng mèn rượu ngấm, khách thập phương lần theo tiếng chiêng tiếng trống, mắt xanh tóc xoăn da màu, tất cả trụm đầu mắt cười nghiêng ngả, súng xít vây quanh như ong như khoái một đàn. Đinh Đăng Lượng luôn luôn đau đáu về cái vùng quê, cái hồn thiêng, hồn chiêng, về cái văn hóa xứ Mường của mình. Ở đấy nó là nơi là lưu giữ những ký ức tâm hồn khác với những nhà thơ dân tộc khác. Ông viết dân tộc Mường với lời thơ rất là dung dị, giản dị, nhưng cái suy nghĩ hình tượng thơ luôn luôn gắn bó, đó là tiếng chiêng, đó là nhà sàn của vùng Mường, đó là những điệu múa, đó là cái vùng đất lòng hồ sông Đà, cái vùng đất trầm tích mà gói bao nhiêu kỷ niệm về về sông núi, về thác Bà. Anh Đinh Đăng Lượng trong cái hồn chiêng của anh ấy thì anh đã thể hiện được một cái phần mà rất cốt lõi của tâm hồn dân tộc. Anh ấy là người có ý thức sâu sắc về dân tộc mình. Xưa nay người ta thường nói tiếng nói trong thơ là tiếng nói đầy tính nhạc, tiếng nói có nhịp điệu của những thanh âm hòa với nhịp điệu cảm xúc bên trong tâm hồn nhà thơ. Thơ là giai điệu của tâm hồn, nhất là những tâm hồn đa cảm. Vì vậy, hồn chiêng đã khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Khánh Vũ, để rồi ông cùng cộng sự của mình quyết định phổ nhạc cho những ý thơ dạt dào cảm xúc ấy như một cách đưa tác phẩm xích lại gần hơn với công chúng. Bởi chẳng có ngôn từ nào êm dịu và trầm lắng bằng thứ ngôn ngữ của thi ca, chẳng âm điệu nào thiết tha bằng cung thanh trầm của khúc nhạc. Hồn chiêng chưa bao giờ tắt, tiếng trong giọng đục xa xăm, một suối không thể thành sông, một nhà cũng không thành mà. Chiêng ơi chiêng là một nửa buồn vui úp mặt vào người, không rõ ngày sinh tháng nở, đời chiêng là từ mấy đời. Bình bong bình bong bình khẩn, bình bong bình bong bình bong, giọng mây bế bồng lời một mình, vang thâu đan dệt lung linh. Chiêng giam răng xanh sợi dọc, chiêng chót mắt đỏ sợi ngang. 18 trăng tròn vành vạnh, 20 sóng xanh mặt trời, dây bạc vòng trăm lấp lánh. Môi nở mắt cười là lời, mười chiêng dặn người phương đất, một chiêng người khuất Mường ba.
chiêng nâng lên môi giọng mật, chiêng dâng lên mắt lời hoa, chiêng dâng lên mắt lời hoa. Hồn chiêng chưa bao giờ tắt, tiếng trong giọng đục xa xăm. Một suối không thể thành sông, một nhà cũng không thành bằng. Chiêng ơi chiêng là một nửa buồn vui úp mặt vào người, không rõ ngày sinh tháng nợ, đời chiếc là từ mấy đời. Bình bong bình bong bình khầm, bình bong bình bong bình bong. Giọng mây bế bồng lời một, vàng thâu đan dệt lung linh. Chiêng giam răng xanh sợi dọc, chiêng chót mắt đỏ sợi ngang. 18 trăng tròn vành vạnh, 20 sóng xanh mặt trời, dây bạc vòng trầm lấp lánh. Môi nở mắt cười là lời, 10 chiêng dặn người phương đất, một chiêng người khuất mường ba. Chiêng nâng lên môi giọng mận, chiêng dâng lên mắt lời hoa, chiêng dâng lên mắt lời hoa, chiêng dâng lên mắt lời hoa. Một con người rất dung dị và làm thơ cũng rất có tình. Tôi được tặng mấy tập thơ và trong đó đặc biệt là cái tập thơ Hồn Chiêng của anh Đinh Lượng. Tôi thấy cái bài thơ nó là một cái bài thơ mang cái hào khí của nhân dân các dân tộc hòa bình, và cái âm hưởng của rừng núi nó vang dội trong tôi, cho nên là tôi đã về và sáng tác những cái, tức là phổ nhạc cái bài hát thành bài hát Hồn Chiêng. Hồn Chiêng ấy là cái bài thơ rất hay, rất chất lọc và nêu bật được cái bản sắc của văn hóa Mường. Cái bài thơ đặt vấn đề là hồn chiêng thì nó đã bao gồm, cũng như là mách bảo tôi phải gì, phải sử dụng tất cả những chất liệu dân ca, rồi là những tính chất, rồi những đặc trưng đấy, rồi là cồng chiêng của người Mường, mà sao mình đưa vào được để mà tạo lên một cái phần đệm, một cái phần giới thiệu rất là nhiều màu sắc, và mà màu sắc đó là hoàn toàn thuần là người Mường. Những vần thơ như một sợi dây liên kết để nhà thơ Đinh Đăng Lượng có những tình bạn, tình bằng hữu chân quý. Nhà thơ Đào Khang Hải, một trong những người bạn đặc biệt gắn bó với tác giả Hồn Chiêng trong suốt nhiều năm tháng qua, luôn bày tỏ sự cảm phục mỗi khi nhắc tới người bạn thơ của ông. Tôi là người có cái may mắn được gần Đinh Lượng trong một khoảng 20 năm gần đây. Trước đấy thì sau khi mà thành lập cái hội văn nghệ của tỉnh thì anh Lượng có tham gia vào, và chính vì cái điều kiện gần gũi như vậy cho nên tôi đọc thơ anh rất nhiều. Anh cũng vì tin cậy tôi cho nên trước khi anh có những cái bài nào đấy mà anh viết được thì anh đều đưa tôi đọc. Ngôn từ của anh Lượng dùng trong sáng và rõ ràng, thấm đẫm chất Mường. Gần đây anh có cái tập thơ về Hồn Chiêng thì được giải nhất của tỉnh, lần thứ hai, năm năm lần thứ hai của tỉnh. Đấy là cái phần thưởng mà tôi nghĩ rằng xứng đáng. Cũng là một người con của quê hương xứ Mường, nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa Mường Bùi Thanh Bình đã đồng cảm sâu sắc với nhà thơ Đinh Đăng Lượng ngay khi đọc tập thơ Hồn Chiêng. Tập thơ giúp ông cảm nhận nhiều giá trị về văn hóa truyền thống dân tộc Mường,
và tập thơ cũng là cầu nối đã làm nên sự gắn bó đặc biệt trong tình cảm quê hương giữa ông với nhà thơ Đinh Đăng Lượng. Ông Đinh Đăng Lượng tức là một cái nhà thơ người Mường đã hoạt động rất nhiều trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật, đặc biệt là không những là riêng thơ mà cả bên văn thì anh cũng có rất nhiều những cái tác phẩm viết về văn hóa, viết về bản sắc, viết về các dân tộc vùng Hòa Bình. Chúng ta cũng biết rằng là chiêng Mường là một cái loại hình văn hóa độc đáo, nó chứa đựng những cái nét linh thiêng, huyền diệu và đầy sức hấp dẫn. Mà chính chiêng Mường nó làm nên cái bản sắc, cái văn hóa của người Mường từ hàng nghìn năm nay. Thế anh viết cái bài hồn chiêng là rất là hay mà sâu lắng, đi vào lòng người. Vì anh là cái nhà thơ về người Mường nên anh được tiếp xúc từ nhiều đời, từ bé với người Mường, với chiêng Mường. Thế nên là những cái bài mà anh viết về chiêng Mường thì tôi cho rằng là rất là hay, rất là đậm nét về Mường, rất đậm nét về dân tộc. Đấy, nói lên được cái hồn, cái cốt của người Mường. Mười chiêng dạng người phương đất. Một chiêng người khuất Mường Ma. Chiêng nâng lên môi giọng mật. Chiêng dâng lên mắt lời hoa. Có thể nói những vần thơ ấy đã làm phong phú thêm kho tàng văn học nghệ thuật dân gian, để từ đó những người con xứ Mường như nhà thơ Đinh Đăng Lượng thêm yêu, thêm quý những giá trị truyền thống của không gian văn hóa cổng chiêng dân tộc Mường. Mong muốn những lớp thế hệ trẻ gìn giữ, bảo tồn báu vật của quê hương trước nguy cơ mai một đang dần hiện hữu trong thời đại hiện nay. Đó cũng chính là nỗi lòng của nhà thơ Đinh Đăng Lượng, được gửi gắm ẩn sâu trong những tứ thơ mộc mạc mà tinh tế ấy. Đối với hội văn nghệ dân tộc thiểu số thì nhà thơ Đinh Đăng Lượng đấy là một giọng thơ mà chúng ta đáng phải trân trọng. Bởi vì đọc anh Đinh Đăng Lượng thì chúng ta thấy hiểu ra được một cái phần cốt lõi tâm hồn của đồng bào ở trong đấy. Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng mà có trong đấy, có cả người Mường, mà đặc biệt người Mường ở Hòa Bình. Qua thơ của Đinh Đăng Lượng thì ông luôn luôn nói đến những hồn khí, ví dụ như là tiếng chiêng, hay những cây biểu tượng về văn hóa, cũng là cây tâm linh là cây chu đồng. Ba là hình tượng các nhà sàn, các thiếu nữ Mường trong những ngày lễ hội, rồi ném còn, rồi múa hát ra sao. Những cái phần thơ đấy nó cũng có góp phần bảo vệ được cái văn hóa Mường, nhắc nhở người ta về cái tâm thức văn hóa và cái vị thế văn hóa và tự hào về văn hóa. Những cái nét đẹp, những cái giá trị nhân văn, những giá trị mà nó nằm trong cái tiềm thức, nằm trong cái tiềm thức của người dân đấy, nó tồn tại lâu nay rồi, mình phải đưa nó vào trong tác phẩm đấy, và mình nâng nó lên thành cái tác phẩm văn học đấy. Và cái ước ao của tôi là sao đó, những cái hình tượng văn học đó phải trở thành những hình tượng văn hóa thì nó mới có cái sức sống lâu dài để trong lòng người đọc. Chiêng dâng